Một báo cáo của Kaspersky cho thấy số lượng mã độc được các phần mềm của hãng này ngăn chặn đã gia tăng tại Việt Nam trong năm 2021. Trong đó, riêng mã độc tấn công ứng dụng ngân hàng trên di động, Việt Nam đứng đầu khu vực với 697 cuộc tấn công được phát hiện, tăng 131 vụ so với năm trước đó. Tuy nhiên, không chỉ Việt Nam phải đối diện với thực trạng này, Indonesia và Philippines cũng chứng kiến sự gia tăng của mã độc tấn công ứng dụng ngân hàng trên di động. Thái Lan lại có mức giảm ấn tượng với 255 vụ vào năm 2020, giảm xuống 28 vụ vào năm 2021, tương đương mức giảm là 89%. Nhìn tầm quan, công ty bảo mật phát hiện và ngăn chặn tổng cộng hơn 66.000 cuộc tấn công trên thiết bị di động nhằm vào người dùng tại Việt Nam, cao hơn 46,9% so với năm 2020. Trong đó, Trojan là mối đe dọa phổ biến nhất trong khi Việt Nam và Thái Lan chứng kiến sự gia tăng về số lượng các cuộc tấn công bằng phần mềm độc hại, các quốc gia Đông Nam Á khác lại nhận thấy xu hướng giảm về số lượng các cuộc tấn công nhắm vào người dùng di động. Cụ thể, số lượng các cuộc tấn công tại Indonesia giảm 0,9%, tại Malaysia giảm 30,59%, tại Philippines giảm 38,85% và Singapore thì giảm 15,85%. Bên cạnh đó, số lượng các cuộc tấn công tại Thái Lan đã tăng 130,71%. Xét về số lượng, Indonesia là quốc gia có số lượng mã độc di động cao nhất với hơn 375.000 cuộc tấn công được phát hiện. Đây cũng là năm thứ ba quốc gia này đứng đầu Đông Nam Á kể từ năm 2019. Nghiên cứu cho thấy rằng, mặc dù mã độc di động nhằm vào thiết bị di động trên toàn cầu đã giảm đi trong năm 2021, nhưng chúng ngày càng trở nên tinh vi hơn cả về chức năng và hướng tấn công. Để tránh bị tấn công bởi các mã độc di động, hãng bảo mật khuyến nghị người dùng chỉ tải xuống ứng dụng từ các nguồn chính thức. Bất cứ khi nào có thể, hãy dùng ứng dụng từ các nhà phát triển uy tín, có danh tiếng tốt để giảm thiểu khả năng gặp phải phần mềm độc hại. Nên bỏ qua các ứng dụng giả mạo hứa hẹn cho phép thanh toán khoản tiền lớn hoặc trao những giải thưởng giá trị. Thêm vào đó, không cấp các quyền truy cập không cần thiết cho ứng dụng hầu hết phần mềm độc hại sẽ không thể triển khai đầy đủ nếu không có các quyền truy cập tiềm ẩn nguy hiểm chẳng hạn như quyền truy cập trợ năng quyền truy cập vào tin nhắn văn bản và cài đặt các ứng dụng không xác định ngoài ra sử dụng phần mềm chống virus đáng tin cậy dành cho thiết bị di động giúp phát hiện và ngăn phần mềm độc hại cố gắng xâm nhập vào điện thoại